Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây Maruyama. Nó có tên là BCS26A nha các bạn. Cây Maruyama Bit Em nè. Nó có tên là BCS26A nha các bạn. Một cây máy rất là xuất sắc các bạn. Rất là đẹp luôn. Nó sở hữu một cái chụp giật siêu bền nha các bạn. Rất là bền bỉ với thời gian. Các bạn quan sát xem, dây nó còn bóng ngời luôn các bạn. Chứng tỏ là nó rất là ít sử dụng các bạn. Máy ở bãi nó rất là ít sử dụng ở bản quốc đó. Cái máy này nó có sở hữu một cái bê tông là 34 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 26cc. Dòng Maruyama này lúc nào nắp xăng cũng kín hết các bạn. Nắp xăng kín, không có lỗ hơi nha. Có ron đệm caro này, rất là đẹp ha. Không hề chảy xăng nha các bạn. Nó chạy một cái chế hòa khí quanh rồ tự động nha các bạn. Dòng này nó chạy chế hòa khí quanh rồ tự động. Dòng này ở bãi gọi là Maru đầu vuông nha các bạn. Dòng này rất là trâu luôn. Maru đầu vuông. Nó giống như cái dòng 32 đầu vuông nha các bạn. Thì rất là trâu luôn. Chế quạt khí quanh rồ. Đây các bạn. Quạt khí quanh rồ tự động. Các bạn quan sát xem. Rất là đẹp luôn. Đây nó chỉ có cây tốc độ thấp thôi nha các bạn. Có tốc độ thấp này chỉnh ít ăn xăng và tìm được một cái điểm chạy ganh ti êm và nhạy nha các bạn. Ít ăn xăng. Chỉnh ít ăn xăng. Tốc độ thấp nó êm và nó nhạy. Càng xuống càng ít ăn xăng đó các bạn. Đây chế hòa khí quanh rồ nè các bạn. Nhìn xem. Rất là uy tín luôn ha. Ốc vàng nghín luôn nha. Công tắc nhật luôn nha các bạn. Công tắc nhật luôn. Made in Japan trong lốc nha các bạn. Dòng này ở đây nó không có số series mà nó đóng ở trong lốc các bạn. Đây, Made in Japan nha. Đây các bạn nhìn xem. Có logo của Maruyama luôn ha. Logo hình tam giác ha. Ở trên này có logo trên nữa các bạn. Made in Japan ha. Rất là uy tín luôn. Các bạn có thể chụp hình lại nha. Rồi phóng to ra để quan sát nha. Rồi để nhận dạng cái máy mình khi mình nhận mình gửi đi thì các bạn có thể so sánh để nhận máy nha các bạn. Đấy, số series nó nằm trong lốc đây các bạn. Đây, số series nè. Rất là khó thấy ha. Tháo áo gió ra mới thấy số series nó rõ được các bạn. Không có. Để vậy là bó tay không có thấy số series nổi. Các bạn, số series nè các bạn. Có thể các bạn chụp hình lại. Nha. Rất là khó thấy. Thấy không tròn vẹn ha các bạn. Nó chạy một cái tum rời nha các bạn. Tum rời. Ti 7 ly 7 khía. Ti 7 ly 7 khía cần láp 24 nha các bạn. Ở phía dưới này là kim loại ha. Rất là bền bỉ. Gọi nó là dòng trâu nha. Dòng trâu rất là bền bỉ luôn. Có thể chịu đựng sức gia đập rất là lớn, rất là cao luôn các bạn. Bồ nó ha,
Bô này, dòng này, dòng đầu vuông này là bô hai mảnh ghép nha các bạn. Bô hai mảnh ghép chạy tiếng rất là đanh luôn. Ốc các bạn quan sát xem, ốc ác nó dàn ngính luôn các bạn, tinh luôn. Máy này đẹp xuất sắc luôn các bạn. Quan sát xem, 100% là Nhật hết nha các bạn, từng chi tiết một đều là của Nhật hết, từ A đến Z. Tay nắm của Maru nè các bạn, rất là đã luôn. Móc dây đeo ha, vàng ngính luôn, ốc vàng. Máy này rất là mới các bạn. Tay nắm nè, tay nắm này các bạn quan sát, các bạn nhớ xem tay nắm này là nó đó. Nhìn bên này là bên này là tay ga bóp các bạn. Đây, tay ga bóp, tay ga bóp rất là đã luôn. Zin ha, tay nắm Nhật zin. Cái này ghim ga nha các bạn, ghim ga, ghim ga. Các bạn có thể dặn chặt lại nha, cái này nó hơi lỏng nên mình dặn chặt lại một tí xíu nha. Dặn chặt lại một tí xíu thì khi mình bóp ga nó không bị bật lên các bạn. Một tay khó làm quá, mình để xuống mình dặn chặt lại một tí xíu nha. Lỏng quá khi mình bóp ga này nó có thể bật lên đó các bạn. Lỏng quá, mềm quá thì mình bóp tay ga này nó cũng bật lên. Còn mình siết vừa thôi nha. Cái tay ga này thì nó mình có thể biến nó thành một cái tay ga giữ nha các bạn. Các bạn rút nó sát vậy, các bạn điều chỉnh bằng cái tay ga, bằng cái ghim ga này, nó sẽ theo cái mức các bạn để chỗ nào thì nó chạy theo tốc độ đó các bạn nha. Rất là đã luôn, rất là tiện dụng. Cắt cỏ thì tay ga bóp thì hết chê. Maruyama, các bạn nhìn xem lại tên của nó nè, BCS26A nha các bạn. Mỗi một dòng nó có cái tên riêng của nó, BCS26A. Tay ga bóp an toàn sử dụng Maruyama. Chẳng có của nó màu vàng tươi luôn. Rất là đẹp. Này, cùi zin của Maruyama 7 ly 7 khía nha các bạn. Hem cần lắp 24 nha, 7 ly 7 khía. Nó có 6 ly, 7 ly, 8 ly. Cho nên mình nhấn mạnh nó là 7 ly nha các bạn, 7 ly, 7 khía 7 ly. Nó có nhiều dòng máy khác nhau thì nó sẽ cái lắp nó khác nhau nha. Nhưng cái dòng Maruyama này thì lắp khỏi phải chê vào đâu được các bạn. Lắp của Maruyama là cực kỳ bền. Tổng thể cái máy mình đó các bạn, cái này dao Makita nha, này chống dính cỏ nha, thích cháy luôn nè. Thích cháy luôn các bạn, nó hơi cọ một tí xíu, khích tới nổi không có kẻ nào hết đâu các bạn quan sát. Dưới có chống mài mòn các bạn, chân cỏ quá đẹp luôn, cỏ mới tinh, chứng tỏ là cái máy nó mới rất là đồng bộ các bạn. Máy mới rất là đồng bộ.
mà quan sát kỹ xem ha. Mỗi mình cố gắng mình ghi hình rất là kỹ lưỡng để cho các bạn có thể tham khảo, có thể nhìn nhận xét tường tận về cái máy của mình, để khi nhận hàng thì các bạn nói mình chưa quan sát kỹ hay gì đó thì mình cũng xin lỗi các bạn, mà mình ghi cho thật kỹ để các bạn nhìn xem cho thật kỹ rồi hãy chốt hàng nha. Mình không giấu giếm gì, tất cả cái máy mình quay tổng thể toàn bộ rất là chi tiết luôn các bạn, để các bạn nhận xét cho nó đúng, đánh giá cho nó đúng một cái máy mình chốt nha. Cái quạt khí quanh rồ tự động ha, made in Japan, đóng trong lốc ha, chụp giật siêu bền nha, dây bóng lưỡng luôn, nắp xăng kính nha, có lỗ thông hơi riêng nha. Đó, các đặc điểm của máy vậy. Để mình test thử cho các bạn đánh giá xem nha. Trong lúc mình test, mình cũng test rất là nhiều lần dịch nổ các bạn. Các bạn để ý, không phải mình quảng cáo, mà mình làm như thế để cho các bạn có một cái nhìn tổng thể chính xác về cái máy nha các bạn. Rồi để mình dịch nổ thử cho các bạn xem. Đầu tiên cái máy mình còn nguội thì chưa lên xăng thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e và lên ga thì cái máy nó rất dễ nổ. Còn nếu mà máy mình nó đã nổ rồi thì mình chỉ cần kéo là nó nổ thôi. Mình quên giới thiệu, dòng máy này nó có xả áp tự động nha các bạn, giật rất là nhẹ nhàng luôn. Máy có xả áp tự động, các bạn quan sát xem dây của nó nè, cực kỳ. Các bạn nhìn xem, khởi động rất là nhẹ nhàng luôn. Còn khi các bạn đánh giá một cái máy hơi yếu hay là hơi mạnh gì đó, là phải cái máy nếu mà hơi tốt là lúc nào chạy gan ti cũng ngon nha các bạn. Máy hơi yếu là không có chạy gan ti được nha các bạn. Bạn chỉ yêu cầu đánh giá cái dàn hơi nó bằng cái cách là mình thấy cái máy chạy là mình biết dàn hơi nó tốt. Còn chuyện nhẹ giật, nặng giật là do nhà chế tạo nha các bạn.
cái mức ghim này mỗi chỗ thì cái tay ga này nó tác dụng mỗi khác nha các bạn. Rất là trơn các bạn. Rồi cái video mình test cái máy Maruyama Beat M BCS26A BCS26A đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.